Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Tên lửa siêu thanh Lichinka MD của Nga khiến Mỹ tức giận. Nga đang phát triển tên lửa siêu thanh Lichinka MD cho tiêm kích tàng hình Su-57 Felon. Vũ khí này dự kiến sẽ thay thế Kh-31 Return, đảm nhiệm vai trò tiêu diệt các mục tiêu hải quân của đối phương. Với mục đích thiết kế cũng như hình ảnh đồ họa rò rỉ, giới phân tích cho rằng tên lửa siêu thanh thế hệ mới Lichinka MD chính là bản thu nhỏ của tên lửa chống hạm 3M22 Zircon để vừa với khoang vũ khí của Su-57 hoặc ít nhất cũng đủ để treo bên ngoài. Giải pháp tương tự đã được Nga thực hiện với đạn 9M723 của tổ hợp tên lửa đạn đạo bố trí trên mặt đất Iskander-M khi họ biến nó thành Kh-47M2 Kinzhal để tích hợp cho tiêm kích đánh chặn MiG-31K. Theo thông tin sơ bộ, nhà phát triển đảm bảo tên lửa Lichinka MD sẽ đạt tốc độ ít nhất là Mach 5, thậm chí là Mach 8, tương tự Zircon và bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không đối phương. Hiện tại vũ khí này đang trải qua các cuộc thử nghiệm mặt đất. Trước diễn biến trên, nguồn tin của Trung Quốc, ông Wang Jianan đã bình luận về thông tin Nga đang chế tạo một loại vũ khí lợi hại như vậy. Theo vị chuyên gia, ngay sau khi tên lửa Lichinka MD được tích hợp trên chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương của lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ tăng lên đáng kể. Ông Wang Jianan nói, nếu các máy bay chiến đấu tàng hình được trang bị tên lửa siêu thanh, điều này sẽ cho phép Nga phóng vũ khí đến gần đối phương hơn cũng như tăng xác suất tiêu diệt chúng. Nhà phân tích chú ý đến một vấn đề, đó là Moscow đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và chế tạo vũ khí siêu thanh. Điều này khiến Mỹ không hài lòng, nhất là khi Washington chưa thu về thành công trong lĩnh vực nói trên. Tin tức về sự ra đời của tên lửa siêu thanh Lichinka MD chắc chắn đã khiến Lầu Năm Góc cảm thấy tức giận, nhà báo của Trung Quốc nói. Chuyên gia quân sự Wang Jianan nhắc lại rằng Nga có các tên lửa siêu thanh Kinzhal, Pioneer, Zircon. Ngoài ra, Moscow còn đang phát triển một loạt tên lửa siêu thanh tầm xa có mã định danh Kh-95 cho máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3M và Tu-160M2. Tại thời điểm này, nước Mỹ vẫn chỉ đang ở giai đoạn phát triển công nghệ đối với loại vũ khí như vậy, trong khi một số vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh diễn ra gần đây đã kết thúc với thất bại cho người Mỹ. Ông Wang Jianan khẳng định, Mỹ hiện đang tụt hậu rất xa so với Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh và không hề dễ dàng để Washington có thể thay đổi hiện trạng nói trên. Ngoài việc Mỹ không có chủng loại tên lửa tương tự như Nga, họ còn thiếu những hệ thống phòng không có khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh như Lichinka MD. Chính vì vậy, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh, Nga đã giành được lợi thế to lớn trước Mỹ và đây rõ ràng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với Washington. Và cuối cùng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!